Xin kính chào quý cô chú anh chị các bạn. Hiện tại thì Âu đang có mặt tại nhà thờ giáo xứ Thái Hiệp thuộc phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa. Hôm nay Âu có dịp đi tham quan tại nhà thờ giáo xứ Thái Hiệp. Âu thấy nhà thờ giáo xứ Thái Hiệp thì đã lên đèn, nên Âu quyết định quay lại một số hình ảnh chia sẻ với quý cô chú anh chị và các bạn. Cái hướng này mọi người, nếu mà đi thẳng luôn là về ngã tư Tân Phong. Còn cái phía còn lại nếu mình đi là về trung tâm thành phố Biên Hòa. Đây là nằm trên con đường Nguyễn Ái Quốc nha mọi người. Rồi bây giờ Âu sẽ bước vào bên trong để quay chia sẻ với quý cô chú các bạn về nhà thờ giáo xứ Thái Hiệp phường Tân Phong. Năm nay chuẩn bị đón Giáng sinh ra sao ha. Phía trước cổng là có chữ mừng Chúa Giáng sinh mọi người. Bây giờ mình đi vào bên trong mọi người nha. Rồi. Thấy hai bên đường á, trong cái xóm đạo này người ta làm những cái lồng đèn ngôi sao á, những lần ngôi sao thắp sáng hai bên đường rất là đẹp. Đây, thắp sáng từ đầu cái hẻm giáo xứ Thái Hiệp vào phía bên trong luôn, nó tới cổng nhà thờ luôn. Hai bên đường người ta làm những cái lồng đèn ngôi sao. Những cái năm trước thì người ta làm những cái bóng đèn cà nam màu trắng là dăng ra hai bên đường rất là đẹp sáng, nhưng mà năm nay thì người ta làm cái lồng đèn này đơn giản nhưng mà cũng rất là đẹp nha. Ở đây là cái trường tiểu học Phan Chu Trinh. Trường tiểu học Phan Chu Trinh người ta cũng đẹp, đèn rất là đẹp luôn. Ở đây là phía vào nhà thờ giáo xứ Thái Hiệp. Đây, cái cổng và cái cổng chính người ta chưa mở nhưng mà cái cổng phụ cho mình vào. Mình sẽ vào bên trong và chia sẻ cho quý chị các bạn nhé. Đây là khuôn viên nhà thờ giáo xứ Thái Hiệp. Nhà thờ giáo xứ Thái Hiệp thì có cái khuôn viên khá là rộng. Rồi, bây giờ mình sẽ kiếm chỗ để xe rồi mình quay chia sẻ với quý vị các bạn nha. Phía bên đây là người ta tạo ra những cái tiểu cảnh nè mọi người. Đó, tiểu cảnh nhà ngôi nhà của chú là rất là đẹp luôn nha. Rất là sống động luôn. Đó, giống như cảnh nét để cảnh đồng quê vậy. Ồ, đẹp quá. Mẹ Maria đang thiêu nè, đang thiêu chữ nè mọi người. Người quay xe sách mọi người thấy nha, mừng Chúa Giáng sinh, Noel, giáo xứ Thái Hiệp. Còn Chúa Giêsu thì đang phụ thánh Giuse, cha của Chúa Giêsu làm gỗ, đang đục. Rất là đẹp luôn, có cái mặt cưa rớt ra luôn thấy không? Rất là thật, nhìn rất là thật luôn. Đấy, ở phía trên nè. Ở phía trên người ta dăng những cái đèn, dăng cái đèn rất là đẹp. Đây, thánh Giuse, Giuse đang cưa gỗ nè. Đây dụng cụ của chú này có cái đục nè, hai đục nhỏ, cái đục lớn nè, cái búa nè, cưa. Đó, nhìn thấy không? Thì Chúa Giêsu thì đang đục nè. Đó. Rồi có cây bào. Rồi ở dưới đây là một số cây gỗ dưới đây nè. Rất là đẹp luôn ha. Nó nhìn giống như người thật của mọi người. Rồi. Tiếp tục nha mọi người. Phía bên đây. Phía bên đây là cái chỗ hứng nước nè mọi người. Lấy hứng nước mưa từ ở trên xuống nè. Từ cái trên đó xuống vô cái chung nè, thấy không? Có cái gạo bút nước nè, rồi có cái nồi nữa nè, đó, cái nồi để nấu nước nè, nấu nước nấu đồ ăn nè, nấu cơm nữa nè, có những cái ghế nhỏ nhỏ nè, tiểu cảnh rất là đẹp luôn. Có những cái son nè, cái son rồi đồ tưới cây làm vườn đồ phía bên đó. Rồi. Cái chỗ này là cái chỗ để úp chén nè. Rửa xong rồi úp chén lên nè, đó, chỗ đó, úp chén rồi. Rồi còn phía bên đây có những người phụ nữ đang giã gạo, giã gạo giã lúa nè, cao giống như thật, cao nhìn đẹp giống như người thật. Không ngờ nhà thờ giáo xứ Thái Hiệp lại làm đẹp như thế này luôn, làm y như thiệt luôn mọi người nè. Rồi, cái gói giã gạo nè. Dạ lúa
không? Đó. Dạ. Chị bằng mùa tưa nè. Đó, mùa tưa che đây là giống như cái cục đá. Rất là đẹp. Hay thiệt chứ. Đây là những cái độc lạ nhất của cái nhà thờ giáo xứ Thái Hiệp thuộc phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa. Cái này là cái nia nè, cái nia để sàng lúa, sàng thóc rồi. Đó, thấy không? Đó, yêu thiệt ha. Người tự tượng mà nhìn nó đẹp lắm. Tóc dài. Ở đây là cái cối để mà xay xay gạo, có xay gạo nè. Đó, sàng nè. Đó, người đang sàng mình thấy không? À, mặc áo dài bà ba, mặc áo chiếc áo bà ba, quần đen, áo nâu. Làm y như thiệt. Quá đẹp luôn. Trong đó là giống như cái mũi tưa đang chạy, nó che lại, thấy người rất, mình thấy rất là sống động luôn. À, còn này là gì đây? À, có một cái chú nhỏ nhỏ, mặc áo bia Sài Gòn. Giống như là mà cảnh sát giao thông đang đang dẫn đầu cái đội chống đội kèn. Rất là hay luôn. Ồ, đánh trống ở đây không có đánh trống. Đây như không bật mũi tưa lên sao á, không có đánh trống à. Hay quá. Ồ, cái cây trống to này đó. Bên đây. Rồi cái phía bên đây là bên đây là cái thiên thần thổi cái kèn. Nhìn giống như thiệt kìa. Rồi thổi kèn rồi gu chúa ngủ hay sao đây. Đây cái võng nè mọi người nha, võng này thiết kế cũng độc lạ lắm nha. Đó, có một thanh sắt bự ở đây. Đó, thanh sắt. Rồi cái dây xích nè. Đó, nó làm rất là hay luôn nha. Thấy không? Che lại cho nó đừng có bụi á. Chứ tới ngày chánh chắc phải mở ra đẹp lắm á. Rồi bên đây là thiên thần rung chuông. Thiên thần có cánh rồi rung chuông. Nghe bom 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 mọi người thấy không? Rồi thấy mình nó không gõ nữa. Gõ nó đi anh. Chuông xong rồi tí chắc người bỏ cả nữa. Rồi cái này là cái cổng phụ đi vào giáo xứ Thái Hiệp. Giáo xứ Thái Hiệp có khu viên khá là rộng, cây cối xung quanh toàn là cây cổ thụ, cây cao không luôn. Thắp đèn lên mọi người. Thắp xa xa khoảng 5m, 5-7m thì có một cái đèn như thế này. Nó từ đầu cổng vào. Giọt nước mà cái này nhiều màu. Màu trắng, màu xanh, màu tím, xanh da trời. Đó. Những cái đèn nhỏ nhỏ trăng từ ngoài vào. Bây giờ là 9 giờ đêm rồi nhưng mà người dân người ta còn ở nhà thờ rất là đông luôn. Đó, mọi người thấy không? Đó, những cái đèn thôi. Cái đèn này nè. Từ ngoài cổng vào luôn. Còn phía bên đây á, ông thấy người ta còn đang trang trí nè, chưa làm xong hết nè. Làm cái giống như là giống như cái nhà mà những cái tháp vậy. Đây người ta còn đang trang trí phía bên trong đó, chưa làm xong. Đây, người dân người ta đến đây người ta chụp hình, dẫn vợ con đến đây chụp hình lưu niệm, đến đây ngắm đèn. Đây, đây người ta cũng đang trang trí chưa xong rồi. Bây giờ mình sẽ tiến vào vào phía bên bên trong. Mình quay cho cô chú anh chị xem nha. Rồi ở đây là phía chính điện nha mọi người. Ở đây là phía chính điện nè. Đó, phía bên ta phải thì có một cái cây thông rất là cao. Đó, như hình những làm như những hình những cái chiếc lá xòe ra. Đó, ở trên thì dăng đèn những cái ngôi sao xuống. Đó, trên đỉnh là cái ngôi sao chớp chớp này. Nó là hiệu ứng rất là đẹp.
còn phía bên đây thấy có một cái cây xanh cổ thụ, gốc rất là to luôn. Đó, dàn đèn xung quanh thấy không, đẹp luôn. Phía bên kia là ngôi nhà của Chúa, làm những cái hang đá. Các bạn đang tập hát, tập múa để chuẩn bị cho đêm thánh lễ. Đây là quang cảnh xung quanh nè, người dân ở xung quanh nè. Đến đây là chơi 9 giờ đêm rồi, mình còn rất là đông nha mọi người. Đây, đang tập hát, tập múa bên đây. Bây giờ Âu sẽ tiến lại gần nhà thờ hơn một tí xíu. Là do nhà thờ các bạn đang tập múa mà bắt nhạc rất là lớn, nên Âu sẽ lồng tiến lại một tí xíu để chia sẻ với quý cô chú anh chị và các bạn nha. Nếu mà Âu để nguyên bản những gì Âu nhìn thấy, Âu nói luôn, thì YouTube sẽ bắt bản quyền âm nhạc, nên Âu sẽ lồng tiến lại một tí xíu nha mọi người. Đây là phía trước là các bạn đang tập múa để chuẩn bị cho đêm thánh lễ nè. Đó, ông nhận thấy thì một số hạng mục công trình của nhà thờ giáo xứ Thái Hiệp thì họ chưa có lên đèn hết hẳn. Còn ở phía bên trên đây là có cái cây đèn cầy, có hình phụng, có hình con chim phụng rất là lớn, cao nhất ở thành phố Biên Hòa luôn mọi người. Còn phía trên chánh điện, phía trên nhà thờ thì thờ Chúa Kitô Vua. Đấy. Còn phía bên đây mọi người là ba vua cởi những chú lạc đà rất là to và khổng lồ luôn mọi người nha. Ông quay video vậy thôi chứ mọi người mà đến nhìn đến nhà thờ Thái Hiệp á, thì mọi người sẽ thấy lạc đà là giống như thiệt như ở ngoài luôn á. Nó cao và lớn như trang như ở ngoài luôn. Mọi người thấy không? Đó, cao lắm nha mọi người nha. Ông với tay mà không tới được đấy. Còn ba vua cởi lạc đà cũng vậy. Các vị vua này rất là cao luôn, hình giống thiệt lắm mọi người ơi. Đây mọi người thấy không, có cái đuôi của con lạc đà lắc nè. Đấy. Đó, cao, đứng đâu ngước lên thì còn không thấy tới nè. Đấy, cái đuôi mọi người thấy không, lắc lắc là giống như là đang tiến vào lễ đường, tiến vào hang đá của nhà thờ. Đó. Đây, quá là đẹp luôn mọi người nha. Wow. Đây là một số hình ảnh về nhà thờ giáo xứ Thái Hiệp vào ngày 17 tháng 12 năm 2020. Ông muốn quay để chia sẻ gửi đến quý của chú anh chị và các bạn. Ở phía trên từ chánh điện ra tới cổng mọi người là nhà thờ đã dăng đèn từ ở đó ra tới ngoài cổng. Đó, những cái đèn mà đèn lồng có hình có hiệu ứng giọt nước rồi mọi người, rất là đẹp luôn nha. Cái khu viên nhà thờ thấy thì khu viên rộng và đẹp lắm mọi người ơi. Mình xin kết thúc video về nhà thờ giáo xứ Thái Hiệp đêm ngày 17 tháng 12 năm 2020 tại đây. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn hưởng trọn một mùa Giáng sinh thật an lành hạnh phúc bên gia đình bạn bè của mình nha. Hãy ủng hộ mình bằng một nút like, đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cho quý cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.